anh thợ bắt đầu đi chát rồi nha các bạn. Đó, bắt đầu tiến hành vào vào chát phía 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 bên trong này rồi. Còn cái máy thu hồi này thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Tổng chiều cao của thu hồi này mình 60 60 30 90 phân các bạn. Đó. Làm 90 phân. Tính dốc khoảng tầm máy tôi này thì dốc vừa phải đó các bạn, không cần dốc nhiều, dốc ít thôi, 10 15% là ok rồi. Đó. Phía trong này nha các bạn, phía trong này. Phía đây trong này thì cái nhà đất này thì mọi người ngày xưa là cũng chát hết rồi này. Đó. Cũng chát chít sạch sẽ, đàng hoàng đẹp. Đó. Phía này, cái nhà phòng này thì được tầm khoảng độ gần chục mét vuông. Chỗ này sẽ mở cái cửa ở đây các bạn. Đó. Đây mình sẽ mở một cái cửa ở đây. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chân. Ôi, Metri, chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chân Lý Philip Vlog của sống ở châu Phi. Miguel, avanza la bucan. Hiện tại thì anh em mình đang ở công trình nhà bếp tù các bạn. Đây là từ cái cột cổng này. Từ cái cột cổng này cho đến cái cột này. Chỗ này là cổng nha các bạn. Đó. Chỗ này sẽ là cổng để đi vào này. Còn ý định của anh em mình, ý định của mình là cái khu vực này, khu vực này cho đến cái bức tường kia, sau này sẽ để đây để xây một cái cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ các bạn. Nhưng cái này thì tạm thời để lại, dừng lại đã. Bây giờ tập trung toàn bộ lực lượng vào để làm cái nhà cho nhà bếp tù cho nó xong cái đã các bạn. Từ giờ đến cuối năm là xong. Năm nay nhà bếp tù sẽ có nhà mới. Đó. Bây giờ ngày hôm nay thì xây xong hết rồi các bạn ạ. Xây xong hết rồi. Hiện tại thì anh thợ Hàn của anh Nhân ấy, đang rất là bận các bạn, bận bận làm công trình cho Hùng Kaka này, rồi cho anh Đông Paulu nữa, rất là bận cái nên là cái vấn đề hàn mái này ấy, thì chắc là phải sang tuần của mình mới bắt đầu hàn được. Đó, mấy anh em đang đi nấu ăn này các bạn, mấy anh em đang đi nấu ăn buổi trưa. Còn đây, đây là cái dầm bo các bạn, dầm khóa ở trên trung ở chung quanh nhà, tham mưu phía cạnh, dầm khóa ở chung quanh nhà đấy, tất cả đã đổ xong hết rồi đó. Và chỗ này thì là đứng phía sau phía cạnh mọi người. Thế này là cái dầm bo này ấy, là chạy qua hiên này luôn các bạn, mình đổ như này đó. Sau này thì kèo sắt thì sẽ gác ở đây và gác ở bên này một cái nữa đó. Bước vào đây là nhìn thế này tự nhiên thành đổ cái dầm này vào ấy, tự nhiên nhìn cái nhà nó rất là cao các bạn, nhìn rất là đấy luôn, thoáng đó. Còn phía bên này, phía bên này thì anh thợ bắt đầu đi, anh thợ bắt đầu đi chát rồi nha các bạn. Đó. Đó, bắt đầu tiến hành vào chát phía bên trong này rồi. Còn cái máy thu hồi này thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Tổng chiều cao của thu hồi này mình 60 60 30 90 phân các bạn. Đó. Làm 90 phân. Tính dốc khoảng tầm máy tôi này thì dốc vừa phải đó các bạn, không cần dốc nhiều, dốc ít thôi, 10 15% là ok rồi. Sẽ chát ở trong nhà trước. À, chát ở bên ngoài này trước, nhưng không chờ đợi các bạn, chờ mái tôn thì nó hơi lâu. Đây anh thợ này cũng đang đi đổ tiếp cái dầm này các bạn. Đó, đang đi đổ nốt cái dầm bo các bạn ạ. Đây. Còn cái nền này sau này thì đập chỗ cái nhà đất kia ra, sau đó sẽ lấy đất để đổ tôn vào cái nền này các bạn. Đó. Phòng ngủ đây, đây phòng ngủ đây. Tất cả đều là thiếu rất là nhiều cái đất để tôn nền đấy các bạn.
Đó, thì sẽ làm nền nhà lên cao thêm một tí nữa. Đây, dốc của mái tôn. Thu hồi xong hết rồi các bạn. Đó. Đây, thu hồi ở phía bên này cũng đã xong cả rồi. Bây giờ anh em chỉ có đi đổ dầm này xong bắt đầu là tiến hành vào chát rồi. Hôm nay có anh thợ đã đang đi chát rồi, chia ra rồi. Một anh thợ đi chát, một anh đi đổ nốt dầm bo xung quanh nhà, rồi là một anh thì đi xây ở phía trước kia nữa cho các bạn cho nó xong hết luôn. Khi nào xong hết thì mình sẽ tiến hành vào. Khi nào xây xong hết thì bắt đầu tiến hành sẽ đập bỏ một phần của cái nhà đất này. Đó, đập bỏ một phần nhà đất này, sau đó sẽ bên này thì sẽ mở cửa ra này các bạn. Đây, ví dụ như cái chỗ nhà đất như này, trong này nó có một cái gian các bạn, thì cái chỗ này mình sẽ cắt một cái tường ở đây, cắt một cái cửa để chỗ này thì làm bếp này, còn phía bên này, phía chỗ này thì sẽ để làm nhà vệ sinh. Đây, đi vào trong này, và trong này thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Đây các bạn, đi Miguel. Đó, phía trong này nha các bạn, phía trong này. Phía đây trong này thì cái nhà đất này thì mọi người ngày xưa là cũng chát hết rồi này. Đó, cũng chát chít sạch sẽ, đàng hoàng, đẹp. Đó, phía này, cái nhà phòng này thì được tầm khoảng độ gần chục mét vuông. Chỗ này sẽ mở cái cửa ở đây các bạn. Đó, đây mình sẽ mở một cái cửa ở đây. Cái này sẽ làm bếp ở đây. Rồi, còn phía bên này, cái bếp này thì mình có thể là chỗ này sau này sẽ xây bịt vào tận dụng. Bên này thì sẽ làm một cái nhà tắm rồi là nhà vệ sinh. Cái tường bên này cũng sẽ xây vào này các bạn. Đó, chỗ cửa này thì cũng sẽ xây lại này. Còn lại cái phần phía bên này bắt đầu từ cái tường này hất về đằng này sẽ đập bỏ đi các bạn. Đập bỏ đi để lấy cái đất ở đây, sau đó chuyển về cái nhà kia các bạn để lấp vào. Cái đất ở chỗ này nữa này các bạn này. Đó, cái tường đất này thì mình cũng sẽ đập bỏ đi. Đó, đập bỏ đi để lấy đất. Đó, tất cả cái gian đấy. Đó, đập đi lấy đất để chuyển vào trong nhà. Bê tù. À mày nha. Sì. Tira esi. Metel. Dentro. Tabe. Va in tu là. Con carro di mano. Sì, esi. Esi, tá bene. Sì. Tu due qui, vamo cavare, vamo diminuire. E ali frente, vamo. Questa parente che devo tirare, essa. Esi. Ah. Esi, tá mai patiu. Tá bene? Tá bene. Patiu. Sì. A partire esi baredi. Sì. Esi baredi now. Tá bene? Aquele naquele lado. É. Essi baredi guarda. Sì, sì. Essa qui guarda. Tá bem. So aqui vai para lá. Tudo partiu. Tá bem, chef. A levar aqui dentro. Sim. Alguma entulho, tudo. Sim. Vamos levar lá, tá vendo, né? Tá bem. Vamos encher dentro na tua casa. Sim. Tá bem. Vou fazer já amanhã. Aí, aqui também. Tá bem? Sim. Esse vamos partiu. Vamos encher esse buraco. Sim. Tá vendo? Sim. Partiu aqui, vamos encher aqui já o buraco. Sim. Acho que é força, né? É força. Partiu, encher esse. Sim. Depois vamos diminuir um bocado. Aqui, tira. Vai lá. Sim. E esse lado. Tira aqui também. E vamos lá. Tá bem, chefe. Amanhã Rufino e Miguel também vem ajudar. Sim. Đó, gần xong rồi các bạn. Nhà thì cũng công trình ấy thì lâu lâu mình mới quay một lần thôi. Còn anh em thợ thì ngày nào cũng vẫn cứ làm việc, vẫn hoạt động bình thường. Từ thứ hai đến thứ bảy các bạn. Mấy anh này được cái rất là chịu khó. Buổi sáng thì 7 giờ làm rồi. Chiều có khi 5-6 giờ các anh mới nghỉ cơ. Bởi vì là mình kiểu như là mình khoán cho các anh ấy rồi, nên các anh cũng muốn làm nhanh xong ấy. Chứ không phải là đi làm xong rồi làm lại nghỉ.
Mấy anh thợ về bên mấy anh thợ bên Angola này các bạn đi chát tường ấy, rất là chắc, bởi vì các anh ấy cầm cứ đập đập vào như này nó rất là chắc, bởi vì cái vữa lớp đầu tiên ấy, lớp đầu tiên các anh ấy chát là các anh đập xong để cho nó kiểu như là nó khô, nó xe mặt như mình mấy bác thợ hay gọi là bị cháy rồi ấy, để cho nó cháy đi, xong rồi các anh gạt qua một lớp, gạt qua một lớp xong bắt đầu bây giờ ví dụ như bây giờ là đang đi lấy một lớp vữa mỏng, vữa nát để lắp thêm vào những cái chỗ nó còn khuyết còn thiếu ấy. Sau đó sẽ bắt đầu đi xoa đó. Ui, esse bloco não vai partir. Levanta, mete esse mandela. Mete. Assim, tá bom. Porque bloco, quando tem chuva, é tá fraco. Vai, amiga. Tá máquina aqui. Rồi. Đó các bạn, đây là tổng thể nhà của anh Bé Tù. Mình sẽ dùng quả camera chạy bằng cơm để lên mái. Đây các bạn, đó tổng thể nhà Bé Tù đây. Phía bên kia, một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Đây là phòng khách. Đó. Đây cũng là phòng ngủ. Bên này cũng là phòng ngủ, tổng có 4 phòng ngủ. Còn đây là cái khoảng này là cái hiên các bạn ạ. Cái hiên này rộng 1,5 m. Đó. Nhà Bé Tù này là mình sử thiết kế diện tích sử dụng gần như là tối đa luôn các bạn, 100% luôn là sử dụng luôn tất cả phòng. Sau này là một phòng là sẽ để cho vợ chồng anh Bé Tù. Còn lại là có 7 đứa thì sẽ chia ra làm 3 phòng. Thì mỗi phòng bây giờ sẽ dùng hai, sẽ để cho 2 cháu ngủ, còn một cháu nhỏ bé đấy vẫn còn đang mới bắt đầu chập chững biết đi thì sẽ ngủ với bố mẹ. Đó. Còn đây là cái diện tích cái khoảng sân này các bạn, sân thì được thoải mái, rất là rộng rồi. Mới đầu mua cái mảnh đất này thì nhìn thì cảm thấy nó nhỏ các bạn ạ, nhưng mà khi quây cái bờ tường lên rồi nhìn cái diện tích tổng thể nó rất là rộng. Đó. Chỗ này có một cái nhà đất này vừa nãy mình nói rồi. Ở phía đầu bên này cho đến giữa kia thì sẽ giữ lại. Đó, qua hết chỗ block đấy là sẽ giữ lại. Còn phía đầu kia sẽ đập bỏ hết đi. Đó. Đây. Đây sau này chỗ này sẽ làm một cái sân phơi. Sân phơi ở đây là cạnh giếng luôn. Đó, kia là cái giếng này. Cái giếng này là có một của mọi người đào từ ngày xưa, từ rất lâu rồi nha các bạn. Đó. May cái là bây giờ xuống đây là nhà có nước luôn, không phải khoan giếng nữa. Như bình thường nếu mà đây mà không có giếng nước thì nói chung là cũng rất là vất vả các bạn ạ. Bởi vì là ví dụ như bây giờ nhà Bé Tù đang ở, hiện tại bây giờ chỗ vợ chồng anh đang ở là không có nước các bạn. Mỗi lần xuống đây, chị xuống đây giặt quần áo sẽ phải, nói chung là rất là vất vả các bạn. Đi lại xa rồi là sẽ đến lúc giặt xong, chờ ở đây đến chiều phơi khô xong bắt đầu mới chuyển về nhà được. Đó. Đây là mấy anh em đang, anh thợ đang nấu ăn, đang quấy bột ngô. Trong kia là mấy con cá khô các bạn, cá nhỏ, đó, cá nhỏ lắm. Hôm nay cũng là cuối tuần rồi, sẽ gọi anh em xuống đây chia cho, phát cho mỗi anh em, gọi là tặng là gì nhỉ? Cho anh em ít tiền để uống nước các bạn, động viên. Ờ, mẹ tì, tôi đu vên kì. Uê, ôm anh đu cozinheiro. Vai aí. Vai. Metri. À, đây. Xe chở xi măng đến rồi. Ué, você dois. Você. Vai a ajuda a descarregar depois vem aqui. Tem 10, né, ué? Sim, vai lá no quintal. Ué, vai lá no quintal ali, né? Yeah, we. Tira un saco. Después otro va de sala. Ah, no, ya. Yeah. Entonces espera.
Voy a acompañar. Vai lá para ajudar a descarregar. Xi măng thì cứ đến đều đều các bạn. Cứ mỗi lần sẽ vận chuyển 10 bao, hết lại chuyển. Bởi vì cửa hàng vật tư nó cũng gần đây thôi. Yeah, Metri, hoje fim de semana, tá vendo? Sim. Toma gasosa. Tá bem, tá bem. Tá aqui. Obrigado. Ok. Cozinheiro. Valeu. Agora, aqueles dois. Dois, né? Você ajuda depois da ele, né? Obrigado. Já acabou. À, đấy là động viên anh em thôi các bạn, bởi vì là thì mọi người làm thì mình đã khoán toàn bộ rồi, thi thoảng đến đây anh em mình vẫn cứ gọi là mình vẫn bồi dưỡng đồ ăn, rồi là thi thoảng cho anh em tiền để anh em uống nước cuối tuần. Các bạn cuối tuần thì mấy anh hay về ở nhà buổi tối hay nghỉ uống bia uống rượu, thì cái đấy là cái việc ngày hôm sau chủ nhật các anh không đi làm, đấy là chuyện bình thường. Bức tường này chát xong rồi ngày mai là toàn bộ sẽ dồn tổng lực vào đi chát các bạn. À, sang đầu tuần tổng lực sẽ dồn đi chát, và mình sẽ cũng nói báo với thợ hàn của anh Nhân luôn là bắt đầu đi vào hàn mái luôn các bạn. Hàn mái làm nhanh để tường ở trong nó khô, mùa này đến hơi mưa nhiều để cho tường trong nó khô thì sau này sẽ chát nó sẽ nhanh hơn. Ok các bạn, ngày hôm nay thì cũng là cuối tuần, thế nên mình đến đây để review qua một chút về công trình nhà anh bé Tù để cho tất cả mọi người cùng xem. Đó, bây giờ hiện tại thì bắt đầu đã xây xong hết rồi và chuyển vào là phần hoàn thiện rồi các bạn. Ở phía cổng kia thì còn bức tường nữa mọi người đang xây nốt. Ok các bạn, video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào các bạn.